chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một bài hát mới có tên là Ngã Tư Không Đèn. Thì nghe cái tựa đề bài hát này, mình nghĩ là các bạn trẻ đã biết về bài này như thế nào rồi đúng không? Tại vì bài này đang rất là hot ở trên TikTok. Thì cái bài hát này khi mà mình hướng dẫn thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái intro của cái bài này, và phần thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách đệm. Và ở trong cái phần 2 cách đệm hát bài này á, thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần gian tấu nữa, hay được gọi là đoạn dạo giữa bài á. Cho nên là nếu như mà mọi người đã xem phần 1 ngày hôm nay rồi thì hãy nhớ đón xem phần 2 của thứ bảy tuần này nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vô bài học của mình. Rồi, đối với là cái bài hát này chúng ta sẽ chơi tông si thứ nha mọi người. Mà si thứ còn kẹp thêm capo ở ngay ngăn 1 nữa. Đó, thì cái tông này nó sẽ phù hợp với lại những cái bạn nữ như có chất giọng mà trung trung, không quá cao cũng không quá thấp. Còn nếu như mà bạn nữ nào có chất giọng mà cao hơn thì mấy bạn có thể kẹp lên ngăn 2 hoặc là ngăn 3 ha. Rồi, tông si thứ này đầu tiên chúng ta sẽ có, vậy bây giờ mình nói qua hợp âm si thứ trước đi ha. Tông si thứ thì chắc chắn sẽ có hợp âm si thứ. Hợp âm si thứ là một hợp âm chặn. Đầu tiên ngón trỏ của mọi người nè, chặn cho mình ngay ngăn 2. Nhưng mà ở đây mọi người chỉ cần chặn 5 giây thôi nè, thấy không? Mọi người thấy là mình đâu có bấm chặn dây số 6 đâu đúng không? Chỉ cần chặn 5 giây thôi. Rồi, ngay ngăn 2 nha. Và ngón giữa của mình sẽ đặt vào dây số 2 ngăn 3. Ngón áp út mình sẽ đặt vào dây số 4 ngăn 4. Và còn lại là ngón út mình sẽ đặt vào dây số 3 ngăn thứ 4. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ có hợp âm mi thứ. Hợp âm mi thứ thì quá dễ rồi mọi người. Ở trong đây chúng ta có hợp âm la trưởng nữa. Hợp âm la trưởng thì chúng ta có hai cách bấm nha. Một là tại vì nó có 3 nốt á mọi người, mà ba nốt này nó lại nằm hoàn toàn ở trong ngăn 2 hết ha. Đây ba nốt này nè, ba nốt ở dây số 4, số 3 và số 2 ở ngay ngăn 2 không, chứ không có nằm ở ngay ngăn nào hết. Thì chúng ta sẽ có ba cách bấm. Một là bấm ba ngón này, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Hai là chúng ta bấm ba ngón này, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Đó, mấy bạn tay mấy bạn nào thuận tiện có thế nào thì mấy bạn bấm thế đó nha, mình không có quy định nào hết. Ví dụ như tay mình thuận tiện bấm cái thế này, bấm ba ngón này thì mình bấm ba ngón này thôi. Đây là hợp âm la trưởng. Nhiều bạn sẽ rất là dễ nhầm lẫn re trưởng với lại re trưởng 7. Thì đây là hợp âm re trưởng. Tiếp chúng ta sẽ có một cái hợp âm khá là mới lạ, đó là hợp âm pha thăng trưởng 7. Ôi, nghe một cái tên rất là lủng củng nha. Pha thăng trưởng rồi còn 7 vô nữa. Ha, đây, mình sẽ để ở trên màn hình cho mọi người. Và nghe cái tên thì lủng củng nhưng mà cách bấm thì rất là dễ nha mọi người. Đầu tiên, vẫn là đây là một cái hợp âm chặn, thì đầu tiên ngón trỏ của mọi người chặn cho mình ngăn 2, nhưng mà lần này thì mọi người chặn hết 6 dây cho mình nha. Rồi, kế tiếp ngón giữa của mình sẽ đặt vào dây số 3 ngăn 2. Và ngón áp út của mình sẽ đặt vào dây số 5 ngăn 4. Đó, đây chúng ta sẽ có hợp âm pha thăng trưởng 7 ha. Hợp âm này khá là mới ha. Kế tiếp chúng ta sẽ có một hợp âm có tên là si trưởng 7. Si trưởng 7 thì đầu tiên ngón giữa của mình sẽ đặt vào dây số 5 ngăn 2 nha mọi người. Rồi, kế tiếp ngón trỏ của mình sẽ đặt vào dây số 4 ngăn 1. Rồi, ngón áp út của mình sẽ đặt vào dây số 3 ngăn 2. Và ngón út của mình sẽ đặt vào dây số 1 ngăn 2. Đó, nó hơi dính chùm dễ xíu nè. Đó, cho nên là khi mà mọi người bấm á, mọi người bấm những cái hợp âm mà nó cùng một ngăn như thế này nè, mọi người phải hơi cái nghiêng nghiêng cái tay của mình qua bên tay trái một tí xíu. Chứ mọi người đừng có cố gắng bấm thẳng vậy ha. Cố gắng bấm thẳng vậy là nó không ra đâu. Mà cái tay của mình nó sẽ, mọi người thấy cái ngón tay của mình nó nghiêng không? Nó nghiêng qua phía bên tay trái một tí xíu thì mọi người mới bấm được cái hợp âm này nha. Đây là hợp âm si trưởng 7.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần khá là hấp dẫn có tên là intro. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người intro của bài này nha. Bài này mà không có intro là không có hay đâu mọi người. Rồi, bây giờ tab của intro thì mình sẽ gắn lên màn hình. Và cái tab này á, là mình không có đăng ở dưới phần comment được mọi người ơi. Cho nên là nếu như mà mọi người xem, mọi người mà muốn nhìn tab á, thì mọi người có thể bật cái kênh YouTube của mình á, rồi bấm dừng màn hình á, thì cái tab nó sẽ đứng yên thôi mọi người. Rồi mọi người nhìn theo mọi người tập giùm mình nha. Tại vì mình không có đăng lên cái phần comment cho mọi người xem được. Ví dụ mọi người có thể nhắn tin qua Facebook á, thì mình có thể gửi cái tab qua cho mọi người xem Facebook hoặc là Zalo ha. Chứ ở đây mình không có đăng lên cái bình luận của YouTube được. Rồi, bây giờ mình vô luôn nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một ba cái nốt. Đầu tiên sẽ là nốt C dây buông, có nghĩa là C dây số 2 á mọi người, dây buông số 2. Rồi. Và kế tiếp chúng ta sẽ bấm ngón giữa của chúng ta vào dây 2 ngăn 2, thì cái nốt ở dây 2 ngăn 2 này được gọi là nốt đô thăng. Đó, mình giới thiệu cho mọi người biết luôn. Rồi, kế tiếp, nốt kế tiếp thì chúng ta sẽ bấm ngón áp út của chúng ta vào dây số 2 ngăn 3. Đây là nốt rê. Rồi, kết hợp lại chúng ta sẽ có là si đô rê. Si đô thăng rê nha. Rồi, bấm tới đây cho mình thôi nha. Mình giữ cái ngón áp út lại chút xíu rồi mình sẽ nói tiếp nè. Rồi làm lại nha. Si đô thăng rê. Rồi kế tiếp mọi người sẽ thấy một cái chuỗi rải, có nghĩa là mình sẽ bấm cùng một lúc dây số 6, dây số 3, dây số 2 và dây số 1. Có nghĩa là mình viết thẳng một hàng á, thì có nghĩa là mình bấm cùng một lúc á mọi người. Nếu như mà mình viết kế bên á thì mọi người đàn từng nốt, nhưng mà nếu như mà trong cái táo của mình mà viết thẳng theo một hàng như vậy, có nghĩa là mọi người phải đàn những cái nốt đó cùng một lúc. Thì ở đây chúng ta sẽ có dây buông số 6. Đó là ngay số 0, ngay số dây số 6 đó. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ có dây buông ở ngay dây số 3. Rồi, dây buông ở ngay dây số 2. Và ngay dây số 1 chúng ta phải bấm vào ngăn 3. Đúng không? Thì mọi người sẽ bấm ngón út nha, nhất định là phải là ngón út. Ngón út vào dây số 1 ngăn 3. Đó. Bây giờ mình bấm cùng một lúc 4 dây này nha. Dây 6, dây 3, dây 2 và dây 1. Mọi người đừng có bấm mà móc lên giống vậy. Đừng có móc cái ta lên vậy nha. Mà cố gắng rải rải cho mình chút xíu. Có nghĩa là mọi người cũng làm móc, nhưng mà móc hơi chậm tí xíu thì nó sẽ ra cái âm thanh vậy nè. À, móc rải á mọi người. Gọi là rải á. Móc rải. Đó. Đó. Rồi làm lại nha. Si đô thăng rê. Ok chưa? Rồi, sau cái cú rải này chúng ta sẽ có thêm một cái nốt ở ngay ngăn 3 dây 1 nữa. Đây là cái nốt son đó mọi người. Đó, ngay cái chỗ mà dây số 1 số dây số 1 ngăn 3 á là nốt son. Thì kết hợp chúng ta sẽ có như cái dây giai điệu này nè. Rải. Rồi làm lại từ đầu nha. Si đô thăng rê rải son. Rồi kế tiếp. Ở đây mọi người sẽ thấy mình ghi là có cái chữ đập. Đập có nghĩa là mình sẽ lấy cái tay của mình nè mọi người, lấy cái tay nắm cái tay lại gì nè. Đó, mình đập vô cái dây. Đập vô, nhớ là đập vô cái dây ngay cái lỗ trên đây nha mọi người. Nè nè nè, đó. Có nghĩa là rải, móc, đập. Có nghĩa là mình nắm cái tay của mình lại, mình sẽ đập vô cái dây nha mọi người. Đừng đập vô cái đàn nha mọi người. Đập vô cái dây. Rồi. Rồi, 2 3 si đô rê. Rồi ok. Một si đô nè. Sau theo như cái táp là nó sẽ như vậy nè. Không hai ba rải ba đập móc.
sau cái đập đó là 003 viết thẳng hàng đúng không? Có nghĩa là mình sẽ móc lên. Đập, móc. Rải son, đập, móc. Rải ba, đập, móc. Ok chưa? Nhớ mọi người mình bấm ngón thì mọi người làm theo nhé. Rồi, kế tiếp. Số 6, dây buồn. Số 2, dây buồn. Rồi đập một cái. Rồi, cái 222 đó đó mọi người. Cái 2 mà, 3 số 2 mà viết thẳng cùng một hàng đó đó. Thật ra nó là hợp âm la trưởng rồi mọi người. Đó. Mọi người chỉ cần móc cho mình móc cùng một lúc 3 dây số 4, số 3 và số 2 ở ngay hợp âm la trưởng. 4, 3, 2 nha mọi người. Đó. Vậy đó. Thì đó là những cái thế tay ở trong cái táp này. Bây giờ mình sẽ đọc từ từ ở trong cái táp này rồi mình làm theo nha. 0, 3, 2, rải, 3. La chữ nè, móc, không, móc, đập. Rồi, khi mà mọi người tập chậm thì nó sẽ nghe nó hơi kỳ cục quá mọi người. Nhưng mà nếu như mà kết hợp nó nhanh nhanh tí thì nó vậy nè. Đó là cái dòng đầu tiên. Tâm, 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 tâm. Drum drum đập móc. Đập móc. Đập. Móc. Nè, 0 2 3 rải 3 đập móc. Làm nhanh thì nó vậy nè. Nên là ví dụ mà người tập thì mọi người tập từ từ. Nói chung là phải kiên nhẫn một tí xíu cho, tại vì lúc đầu thì nghe cái giai điệu nó sẽ không có hay đâu mọi người. Nhưng mà khi mà tập mà tăng tốc độ lên rồi á thì nghe cái giai điệu nó sẽ đỡ hơn tí. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái dòng thứ hai nha. Rồi, nhìn nó ám ảnh rồi mọi người. Đó, mình nói lại nha. Khi mà mọi người thấy mình viết những cái con số trên táp này nè mà viết thẳng hàng, có nghĩa là mọi người phải đàn cùng một lúc. Và đa số ở đây là mọi người sẽ móc của mọi người. Ví dụ như 222 là cái gì? 222 là la trưởng của mọi người. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có những thế tay là đầu tiên là la trưởng nè. Đó, rồi kế tiếp 443. 443 có nghĩa là dây 4 ngăn 4, dây 4 ngăn 4, dây 4 ngăn 4 đây. Rồi. Rồi thêm 44 44 đúng không? Rồi thêm một số 4 nữa có nghĩa là dây 3 ngăn 4, có nghĩa là ở đây. Rồi, dây ngón số có nghĩa là dây số 2 ngăn 3. 443. Đó, đây. Rồi chúng ta sẽ lập cái thế bấm ở đây. Nó bấm giống như là hợp âm la thứ vậy mọi người. Nhưng mà thay vì la thứ là mọi người bấm ở ngay ngăn 1, ngăn 2 đúng không? Thì bây giờ mọi người bấm la thứ cho mình, nhưng mà ở ngay ngăn 3 và ngăn 4. Thì nó sẽ là 4, 4, 3 này mọi người. 4, 4, 3. Tương tự cái 6, 6, 5 cũng vậy. 6, 6, 5 có nghĩa là ví dụ như thế tay la thứ là ở ngay ngăn 1, ngăn 2 đúng không? Thì bây giờ mọi người vẫn giữ nguyên cái thế tay la thứ này, nhưng mà mọi người dịch chuyển cho mình qua thành ngăn 5, ngăn 6. Đúng không? Bây giờ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5, 6 nằm ở đây. Thì bây giờ dịch chuyển qua nè. Đó, có nghĩa là 5 ở đây nè. 5 là ngón trỏ nè. Rồi, 6, 6 sẽ là ngón giữa và ngón áp út nè. Đó, thấy chưa? Rồi, tương tự 4, 4, 3 cũng vậy. Có nghĩa là 3 sẽ là ngón trỏ nè. Và 4, 4 sẽ là ngón giữa và ngón áp út nè. Nó giống cái tay thế tay la thứ lắm mọi người. Thấy không? Thay vì la thứ ra ở đây 1, 2 đúng không? Đó, đây là thế tay la thứ gốc nè. Bây giờ mình biến tấu một tí xíu. Mình sẽ bê nguyên cái la thứ này nè. Mình nhích lên thành 3, 4 nè. Ở ngay ngăn 3, ngăn 4.
Đó là nó sẽ thành 443 ở trong cái tab này. Ok chưa? Rồi, bây giờ nè, 665 nè, 665 có nghĩa là mình sẽ bê cái thế tay la thứ này qua ngăn 5 ngăn 6 nè. 1 2 3 4 5 đây, 5 6. Đó, 5 5 6 lại lộn 6 6 5 lại đây. Đó. Rồi. Đầu tiên 2 2 2 là la trữ nè. 4 4 3 nè. 6 6 5 nè. Đó, chúng ta sẽ bấm ba cái thế tay này liên tục nha. Tâm thế tay đầu tiên ở trong cái dòng tab này. Ok. Tiếp theo, mọi người sẽ thấy một cái hàng gồm là 0232. Thì đây cũng là một cái hợp âm. Hợp âm này là hợp âm rê trưởng đó mọi người. Đó, mình sẽ bấm cùng một lúc 4 dây. Dây 4, dây 3, dây 2, dây 1. Nó cũng rải rải giống như là hồi nãy vậy. Đó. Nè, rải 2 đập móc. Ở trong cái chỗ này mọi người sẽ thấy có một cái số 2 nó lẻ loi, nó nằm ở ngay dây số 5. Rồi bây giờ nhìn nha, mình sẽ bấm cái tay vô hợp âm C trưởng 7. C trưởng 7 hồi nãy mình giới thiệu, mình đã hướng dẫn rồi. Đây, có nghĩa có mọi người nhìn xem có phải là ngay ngăn 2 dây số 5 là ngay cái chỗ này của hợp âm C trưởng 7 không? Rồi, mọi người nhìn tiếp cho mình, kế bên cái số 2 đó sẽ là một cái hàng 202. Thì đây, 2 2 là ngay chỗ ngay ngón áp út nè. 0 là dây buông số 2 nè. Rồi, thêm một cái số 2 nữa là ngay ngón út nè. Có nghĩa là 202 là nó sẽ nằm ở ngay ngón áp út và ngón út không mọi người. Đó, cho nên là ngay cái chỗ đó, ngay cái từ số 2 lẻ loi đó. Ngay cái từ số 2 lẻ loi đó mọi người hãy bấm cho mình vô hợp âm C chuẩn 7 luôn. Ha. Nó sẽ là một cái kiểu là bát móc đập móc của mọi người ha. Nếu như mà bạn nào mà xem cái kênh YouTube của mình thường xuyên thì mấy bạn sẽ thấy được cái sẽ biết được cái điệu đệm này, bát móc đập móc của mọi người. Ở đây cũng vậy nè, rê trưởng nè, đập móc đó, thì nó cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mình làm lại từ đầu cái dòng tab này nha. 222 la trưởng nè, 443, 665, rồi qua rê trưởng, đập móc, rồi qua si chuẩn 7 luôn, bát móc đập móc. Ok ha, bây giờ mình làm, nếu như mà cái dòng này mà mình làm với tốc độ nhanh vừa phải thì nó sẽ như thế nào? Rồi, bây giờ chúng ta qua tới dòng tab cuối cùng, dòng số 3. Hồi nãy là tới đây rồi đúng không? Si chuẩn 7, bát, móc, đập, móc. Vậy đúng không? Bây giờ mọi người hãy buông cho mình ba ngón ở trên đây. Giữ là ngón út cho mình thôi. Buông ba ngón này ra cho mình. Rồi, bây giờ di chuyển ngón út qua ngăn số 3 luôn. Đó. Vẫn là vậy thôi. Rồi, 222 này quen không? La trưởng chứ gì nữa. Bát, móc, đập, móc. Rồi, hết. Hết bài, hết ô lộn, hết intro. Làm lại nha. Và video ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay.
Và nếu như mọi người đã xem hết video phần 1 tới đây rồi á, thì hãy nhớ đón xem phần 2 của video này nha. Tại vì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người rất là kỹ cái phần đệm hát của bài này, kèm theo một cái đoạn gọi là dạo giữa bài của cái bài này nữa. Nó rất là hay với mọi người, cho nên là mọi người hãy nhớ đón xem nha. Bây giờ thì cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những bài học tiếp theo. Bye bye!